Thôi chào các bạn tới channel Mỹ Sống Là Ghiền nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đạp xe ở Alice Wood Mountain Bike. Đó đây nè, đây là mình giới thiệu thành viên của mình nè. Anh Andy nè, đó Andy nè, Ly nè. Ủa Ly đây rồi, trời ơi. Ê, đó nhậm danh danh nè, đó thấy không, trong lần đầu sung đó, đó thơm mị đen này đó. Đây Minh Minh nè, Minh Minh cho cô gái đầu lông nè, đó Hoa Thanh nè, Thanh Thanh nè. Ôi trời ơi, còn còn đây đó Quang nè, đó à, Mỹ Mỹ. Ủa đâu đâu Mỹ Mỹ đâu? Về lại xe 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 qua chưa, xe qua chưa, xe qua chưa. Đó đó là toàn cảnh không, toàn cảnh đội quân của chúng ta hôm nay sẽ đi mountain bike vô Alice Wood, những cái đường gặp gần ở trong núi đó. Ok rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cái xe xe dịnh dịnh. Đây đây là chiếc xe mới nè, mới mua nè, đó hay ha. Không biết nó nghe đâu 5-6 ngàn vậy đó, không biết nữa. Ghê, ghê lắm, ghê dữ dằn lắm, hiệu Specialized đó. Ok rồi, chắc cũng có nhiều bộ phận, nhiều bộ phận tốt ha. À, đó thắng dĩa, thắng thắng dầu. À, xe có hai cục nhúng. Ờ trời ơi quay về khổ quá. Đó. Đó, xe này thấy không? Xe này dữ dằn lắm. Không cần đạp nó cũng chạy. Ờ xe này ngộ vậy đó. Ok, rồi. Chúng ta bắt đầu vô núi coi làm sao. Cũ yeah, cũ. Ừ đúng rồi. Rồi. Dạ, đúng rồi đó, 1.500 vậy. 1.400 rồi, good quá rồi. Đây, nguyên đoàn của chúng ta đây. Ủa sao đoàn không thấy ai vậy vậy? Đây, nguyên đoàn xe luôn. Ok, chúng ta bắt đầu đi nha. Hôm nay có nhiều thành viên mới lắm. À, thành viên mới à. Từ từ chờ nha quý vị. Lên nè, lên nè, đây chào quý vị. Đây à, cái này không biết cần quay phim quay ngược lại không ta. Không biết nên quay ngược lại không hay là để đằng trước hả? Cái này quay phía trước nè, không biết có quay phía sau không. Đó, cái đường này là mình đi vô trail nè. À cái đường này người ta xây dựng cho mấy xe nhà nước thôi. Bắt đầu vô cái phần công viên thì bắt đầu là cái đường đất. À, giới thiệu sơ sơ thôi. Ok rồi, tắt nghe chút quay tiếp. Ok đô, đây tiếp tục chơi vài đoạn phim nữa nha. Đó vài đoạn phim đường mình đi nha. À, bữa nay nhiều mấy cô nhiều lắm. À, vô luôn, vô luôn, Ly vô luôn, vô phim luôn. Hai rồi, hai thấy luôn, đẹp luôn. Ủa sao có người nào chạy lên trước kìa?
chờ mấy cái cô không? Đây mình đi vòng vòng đây mình quay mấy em mấy đồng đội nè, đó thấy không? Đây cô này nè, cô hiền nhất trong đám nè, đó thấy không? Đây đồng đội nè, không giới thiệu đi, đây đồng đội, đồng đội ờ chụp tấm hình đi rồi về. Này tự giới thiệu ha, tự giới thiệu bốn người. Ok giờ mình giới thiệu trước, mình tên là Huy, đây là mình người là yếu nhất trong đám, bây giờ mình chạy mình quay phim các bạn nè. Rồi rồi tiếp tục tự giới thiệu đi. Hai phút không quay đẹp không? Cho bóp đi, cho bóp đi. Mình cứ mới chủ. Đúng rồi, tiền mới mà cũ. 10 năm không gặp. Lần thứ hai là chưa qualify đâu nha. Đó, lần thứ hai trong tuần. Ôi trời ơi. Có nhiều có gì hết nghe lời sư phụ cái đây hết là này hả, this is sư phụ của mình đó. Ông này khó nhất trong đám á. Ok, đi ha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ mình lên bắt đầu mình vô trail nha. Ok. Đó. Đá đường nha. Ê, lên phiên nha. Rồi. Coi chừng à. Good morning. Đây cái đường treo à chúng ta sẽ đi. Đó, rồi. Nó dằn lắm. Tại vì mấy cái đường mòn đường này thì nó gọi là single track, tức là đường có một cái làn xe nhỏ xíu thôi, bên là vực thẳm, bên là núi vậy đó. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa vô trong, thì ở bên tay trái mình vẫn còn là đường nhưng mà không có cho xe chạy, cho xe nhà nước thôi. Ok. Đây là nguyên đoàn xe đạp. Ok. Đây là đoàn của chúng ta chạy ngang nè. Đó. Họ chạy trong nè. Wow, bữa nay đông dữ ta. Wow, khoảng cách 6 feet rồi mà ha. Đó. Ok. Rồi. Tiếp tục thôi. Đây. Chạy thôi đừng có giơ tay nhé. Chạy thôi đừng có giơ tay. Nói thôi đừng có giơ tay. Đừng có giơ tay. Đó, đò đây, đoàn làm phim ổ lộn phải đò. Thủ la, cầm monster. Hello. Hello, khỏi giơ tay, nói thôi. Wow, đông dữ ta.
Rồi bây giờ chúng ta đi vô trail nè. Thì cái đường mòn này nó cũng còn lớn ha. À, đường lớn chạy được mấy xe đạp. Có nhiều cái đường mòn nó chỉ có một cái đường xe thôi, giống nãy mình chạy vậy đó. Ok. Đó, ở bên đường đó là cây bồng cải nè, cây bồng mù sạc hay cái gì đó. À, hình như cây bồng cải mù sạc đó. Ok. À, người ta cũng chạy từ trên xuống rồi về về. Rồi. Quay xong cũng đuối luôn á. À. Quá trời đông luôn. Đây. Mình chạy đây. Đây có cô bạn nè, cô bạn mới nè. Ok. À. À, đuối như trái chuối. Cố gắng nè, đó. Đây. Còn bạn Tuấn mới luôn nè. Mới nhưng mà 10 năm trước rồi. Bây giờ mới dắt xe đạp ra chạy nè. Thôi. Còn mấy cô kia ở trên nữa. Xa quá chạy không tới. Dí theo không kịp. Thấy con chạy nhanh quá. Chạy không tới kìa, đuối thở. Ồ cát không, chạy thẳng lên, chạy thẳng lên. Cát nha, trượt á. Thẳng lên. Chạy thẳng ra, đừng có chạy méo. Cô này đây. Cô em Út nhỏ xíu nè. Cô nhỏ xíu nhưng có xe mới nè. Chạy trước không, chạy theo không kịp nè. Đó, thấy không? Đó, xe mới chạy có khác á. Không cần đạp luôn. Ok. Đây. Đây là thêm một cô em nữa nè. Thôi. Cô em này chạy dí theo cô em này mạnh lắm. Trời ơi. Cực lắm. Thôi. Đuối rồi. Ông quay phim đuối. Thôi. Ông quay phim đuối, ông quay phim gần coi. Ông quay phim gần đây nha. Gần đây quay. À. Cô tình lúc mà chạy xuống hoang mang. Ừ. Ủa Quang muốn đi bên đây hả? À, cái đường này rất là lớn. Đó. Chưa ai mệt. Có ông quay phim mệt thôi. Ông quay phim mệt, ông quay phim phải ngừng chút nè. Đó. Ok. Xin nha. Đó. Đây. Con đường bây giờ hai bên là cây cối. Ở giữa là đường mòn. Chim chóc là hót liếu lo. Biker này đã có những em bé người ta chạy nữa nè. Đó, thấy không? Đó là tập thể dục nè. Em bé thì chắc chắn không phải là Việt Nam rồi. Thấy không? Đây. Ok. Có những người đây nữa nè. Rồi bây giờ mình ra cái thành. Ra ngoài. Qua ngoài cánh đồng nè. Đó. Rồi để mình quay cho các bạn coi thêm nè. Đó. Đó thấy không? Cánh đồng này, những cái cánh đồng vàng vàng đó mà trước là bông cải đó. Cải mù sạc á. Thấy không? Nhóm nó quá trời động luôn á. Hết chưa ta? Rồi. Ok đồ. À. Rồi, vô rừng nè. Chim hót nè. Chim kêu dượng hú nè. À. Ai quen? Thanh hả? Thì mua cho rõ ràng rồi gì nữa. Ô lên dốc bà con ơi. Lên dốc nghe. Xuống số, lâu kia. Ok. Đuối. Đó, cây nhiều lắm. Hay rừng mà. Đó. Hay à. Quá đẹp luôn.
quá đẹp luôn. Đây cô bạn mới nữa nè. À, đây em Út nè, đó. Mike. Ủa láng rồi hả? Ôi ở cái chỗ này kìa. Ô người ta đắp đất rồi. Wow, từ cái chỗ khó người ta đắp đất thành chỗ dễ. Ê ừ chỗ đó đó, chỗ đó đó Mike. Mike wow, đây là cái đường này, những cái đường này nó gọi là giống như fire road, là đường lớn ha, đường nhiều chiếc xe đạp chạy được. À, ô trời, lên dốc cao nè, lên dốc cao nè, xuống số anh em ơi, bắt đầu bò nha, lô kia. Chậm chậm thôi cũng lên được. Như chỗ này làm luôn lại là láng này, hồi xưa nó dặn. Láng lại thấy nó nhẹ hơn, mặc dù cái độ cao nó cũng giống. Mike. Hai. Úp. Ok. Lên dấu nè. Lên dấu nè. Lô kia nữa em, trời kia em đi ngược hả? Ly. Trời ơi ghê thiệt. Còn tao khỏe dữ. Ok. Trời ơi, con bé kia nó không vô số kìa, nó để ngược gì sao nó chạy. Không có được đo rồi. Cái ghia vậy. Em để ngược ghia rồi. Ai cô bé Thành thấy không? Để đúng ghia chạy dữ thiệt. Lì khỏe thiệt ơi, thì dễ mà đạp đỉnh bơ kinh thật. Đây bên phải là bồng quá trời ha. Rồi mình ngừng chút nè, đây chụp hình đây đi ha. À Ly, em lên em. Ờ lên đã, lo vô hết ghia đi. Ờ đúng rồi. Thanh phải lưu hết ghia mới được. Được không? Được không? Kinh quá. Được không? Tha cái chân, cái chân. Ngừng chỗ đây, ngừng chỗ đây anh, ngừng chỗ đây anh.
Nhận dấu đây, ba cô đứng đó chờ chút. Chờ chút. Đây mình. Thôi. Đây. Em xấu hổ lắm em. Có gì đâu, thì làm không nổi thôi chứ gì đâu. Trời, quay phim. Lên nè. Lên nè. Lên nè. Chồm lên nè. Chồm lên nè. Chồm lên nè. Wow. Chồm lên nè. Hả? Chồm lên nè. Rồi, nghỉ mệt. Nghỉ mệt, nghỉ mệt. Nghỉ mệt. Chỗ này. Chỗ này. Khó quá. Khó quá, bỏ. Sâu quá, xào quá. Đó, thấy không? Hả? Đâu được, bây giờ cất máy vô quay đi liền nữa. Mình nghĩ chắc được. Con nữa thì chắc được. Ủa, ok không? Wow. Xa quá. Ngừng chú. Ngừng chú. Má ơi. Hả? Lên nữa. Đúng rồi.